Thông Vân Mobile xin kính chào mọi người. Ngày hôm nay bên em có đi chọn máy và hôm nay bên em có 5 cây iPhone zin chưa đúng ốc, chưa bông mở, zin nguyên bản hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 13 phiên bản quốc tế 128 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99. Em sẽ cố gắng quay rất là sát, rất là kỹ và rất là nét cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy là máy đẹp 99 của bên em thì rất là đẹp mọi người nhé Mọi người lưu ý hiện tại ở trên thị trường thì không phải bên nào nói cùng với một từ ngữ giống nhau Ví dụ cùng là máy đẹp 99 Thì không phải là bên nào cũng bán máy đẹp như nhau mọi người nhé Tại vì hiện tại có rất là nhiều bên ở trên thị trường gian lận kể cả về chất lượng máy và kể cả về ngoại hình nhiều khi là mọi người tưởng là mua được rẻ nhưng thực chất thì không hề rẻ một chút nào mặt lưng của máy của dòng iphone thì rất là dễ bị bám mồ hôi bám vân tay những cái vết này thì lau đi thì sẽ sạch mọi người nhé Và viên pin riêng theo máy của cây máy này thì còn ở mức 87%. Cây máy này có mã số là 958T và mức giá bên em để cho mọi người là 10 triệu 900 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 12 phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì máy đặt 99 mọi người nhé. Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 81%. Cây máy này có mã số là 658T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 500 000 Và tiếp theo là một cây iPhone 12. phiên bản quốc tế 128G cây máy này thì có màu trắng về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé phân Mobile thì bán hàng rất là rõ ràng quay rất là sát rất là chi tiết cho mọi người xem Kể cả khi mọi người có inbox cho bên em hỏi mua máy thì bên em cũng sẽ gửi cho mọi người hình ảnh chi tiết nhất của máy kể cả video và kể cả ảnh chụp mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp đối với một cây máy zin chưa đúng ốc, zin nguyên bản, chưa qua thay vỏ, chưa qua làm đẹp pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao pin theo máy thì còn ở mức 93% cây máy này có mã số là 629T và mức giá bên em để cho mọi người là 8 triệu 600 nghìn và tiếp theo là một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 256GB về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. chỗ đây là máy có dính bụi bẩn một chút chứ không phải là xấu mọi người nhé. Đấy, lau đi thì sẽ sạch. và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 84%. Ở những cây máy zin chưa đúc ốc như Tupan Mobile chọn về để bán cho mọi người như thế này. Khi nhìn vào vỏ của máy thì mọi người có thể đánh giá được phần lớn chất lượng của máy. Tại vì chủ cũ phải dùng rất là giữ gìn thì vỏ của máy mới còn được đẹp đến cái mức độ như thế này mọi người nhé và mã số của máy là 236T mức giá bên em để cho mọi người là 5 triệu 800 nghìn mức giá bên em báo là giá trọn gói mọi người nhé trong đó thì đã bao gồm rất là nhiều chế độ và dịch vụ cho mọi người bảo hành thì bên em bảo hành rất là dài trong 12 tháng Ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành về pin thay pin miễn phí 12 tháng. Bên em miễn phí ship cho mọi người trên toàn quốc. Tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng. Bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử. Không ưng, không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền. Nếu mọi người không lấy sạc, không lấy phụ kiện hoặc mọi người muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn để giảm giá. Ví dụ như 6 tháng, 3 tháng hoặc thậm chí là một tháng thì bên em sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người và tiếp theo là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB cây máy này thì có màu đỏ về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 83% cây máy này có mã số là 359T và mức giá bên em để cho mọi người là 3 triệu 800 nghìn. để đặt mua máy, mọi người liên hệ với Biên Nam qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666. Cả hai số này của Biên Nam thì đều có Zalo. Biên Nam có hai cơ sở ở Hà Nội. Thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông. Thứ hai là ở Y Lỗ, Cẩm Biên, Thạch Thất Hà Nội. Và đối với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code khi nhận được máy, mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán. Và kể cả sau khi thanh toán thì với Tu Vân Mobile mọi người vẫn có trọn vẹn một ngày để dùng thử. Nếu cảm thấy không ưng, không thích thì mọi người có thể yêu cầu trả lại máy bên em và nhận lại tiền. Tức là mua rồi mọi người có thể trả lại mà không cần bất cứ lý do gì cả mọi người nhé. Không cần phải máy có lỗi hay không cần giải thích với Tu Vân Mobile bất cứ một vấn đề gì cả với chính sách này thì mọi người mua máy sẽ rất là an toàn và cũng qua chính sách này thì Tu Vân Mobile muốn đảm bảo là 100% khách hàng đến với Tu Mobile sẽ có trải nghiệm hài lòng. Ở website của bên em là tuvanmobile com với phương châm là hàng chọn giá thấp thì tú Vân Mobile chuyên chọn cho mọi người những cây iPhone còn nguyên zin chưa động bất cứ một con ốc nào những cây máy còn đạt cái tình trạng như thế này hiện tại ở trên thị trường thì không có nhiều mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh tu vân mobile thì mọi người sẽ thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chui sạc thì mới có thể mở máy và mở máy thì mới có thể thay thế sửa chữa được mọi người nhé đường link của khoảng 200 video mở máy thì tu vân mobile đã để ở phía dưới phần mô tả mọi người có thể click vào đó để xem và tham khảo Bên trong một cây máy ZIN uh, chưa đúng ốc uh, sẽ rất là sạch đẹp Hầu như là không có chút bụi bẩn nào cả Không có dấu tay và không có dấu hiệu của việc đã bị thay thế sửa chữa ở bên trong Và để nhập được những cây máy như thế này thì bên em phải mất công đi tìm đi chọn Và nhập được cũng phải nhập với một mức giá cao hơn so với những cây máy Mà hiện tại các thợ các shop khác đang bán cho mọi người dưới dạng máy ZIN ở trên thị trường thì hầu hết những cây máy đó thì chỉ đạt tình trạng là men zin màn zin thôi mọi người nhé Đấy, tức là hai bộ phận ở bên trong máy là men và màn zin còn hầu hết là đã bị mở ra và thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận Đấy, ở đây thì mọi người có thể thấy là camera ở trên một cây máy zin chưa đúng ốc thì trong vắt mọi nhá, nhé không có một chút bụi không có chút bạc nào cả Đấy, ở những cây máy như thế này thì camera chụp ảnh sẽ rất là đẹp và nó sẽ giữ được tối đa những cái đặc điểm của một cây máy vừa mới được bán mới ra ở trên thị trường. Tại vì từ khi máy được bán mới ra như thế nào thì tôi phần một bài giao cho mọi người ở nguyên cái tình trạng như vậy, Đấy, chưa động ở bất cứ một con ốc nào. Đấy, ở đây thì mọi người có thể thấy là, đây ảnh của camera thì chụp rất là đẹp và cái độ chi tiết của ảnh rất là cao của nhé đấy. chữ thì nhỏ nhưng mà phóng lên thì nó rất là rõ đấy. và ở đây thì tuban mobile có thể chụp cho mọi người thêm một cái tấm ảnh và là một cái à, tấm vải thì ở đây thì mọi người có thể thấy là đấy, khi mà zoom lên Nhìn nó rõ đến từng thứ vải mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là màn hình của máy rất là sáng đẹp. ở những cây máy như thế này thì chưa thể thay màn hình, chưa thể bị ép kính, chưa thể bị ép cảm chưa thể bị dược cam, chưa thể bị thay cam. Chu tông đầy đủ và cảm ứng của máy thì nó rất là nhạy, nó không như những cái loại máy đã bị thay màn, đã bị ép kính, ép cảm. Nói chung là mọi chức năng thì nó đều giữ được tối đa so với một cây máy mới mọi người nhé. Và chắc chắn thì Uh, viên pin là cái bộ phận mà bị hao mòn theo thời gian. Thì uh, với một cây máy cũ thì nó sẽ bị hao mòn so với máy mới. Thì với pin thì Tu Vân Mobile bao cho mọi người trong một năm nếu pin xuống dưới 80% thì Tu Vân Mobile sẽ uh, thay tặng cho mọi người một uh, viên pin mới dung lượng cao. Hàng chính hãng Origin. Và về độ bền thì uh, uh, những cây máy này uh, tuy là có mức giá cao hơn một chút so với ở trên thị trường. Nhưng bù lại thì thứ nhất là chất lượng máy Khi sử dụng thì mọi người sẽ thấy rất là chất lượng Và thứ hai là độ bền của máy rất là bền mỏng nhá. Một cây máy ví dụ như iPhone 12 như thế này Thì đa số sẽ sử dụng được ổn định sau nhiều năm Kể cả sau thời gian bảo hành mỏng nhá. Một cây iPhone 12 thì em nghĩ là phải dùng được khoảng 5 năm hoặc hơn mọi người nhé Tất nhiên là của bền thì còn tại người nữa Nếu mà dùng phá máy quá thì tất nhiên là máy cũng sẽ không bền Nhưng mà ý em nói ở đây là cái tỷ lệ Kể cả khi mọi người có lỡ tay đánh rơi Thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy cũng thấp hơn hàng dựng hàng sửa Hoặc những cây máy chỉ đạt tình trạng menzin tin ở trên thị trường rất là nhiều mọi người nhé và ngoài ra thì những cây máy này còn áp suất zin chống nước rất là tốt nên là nó sẽ là một cái bảo hiểm khi mọi người có lỡ tay đánh rơi vào nước hoặc mọi người để máy trong người và ở trong mùa mưa mọi người bị ướt nước mưa còn hiện tại mọi người mua trên thị trường thì hầu hết máy là không còn áp suất chống nước mọi người nhé tại vì Hầu hết là đã bị mở ra và thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận Đấy. Hoặc là nếu shop nói có app thì Đa số cũng là thứ nhất là app yếu Và thứ hai là app đóng lại Thì cái app đóng lại đó thì nó không bền theo thời gian Đấy. Theo thời gian thì có thể là cái app đó sẽ bị mất đi Về mức giá thì tu vật mobile cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể so với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Và nếu mọi người muốn có một chế độ thấp hơn để giảm giá thì Tu Vân mobile cũng sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người. Ngoài ra thì bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử, không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền. À, tức là mọi người mua rồi có thể trả lại không cần lý do mọi người nhé. À, về hai vấn đề là máy quốc tế và máy chính hãng thì bên em à, bao với mọi người hai vấn đề này trọn đời tức là kể cả à, sau thời gian bảo hành. À, chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua iPhone của Tú Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.